Mến chào tái ngộ quý ông bà, cô chú và quý khán thính giả thân thương, thương đang xem chương trình thời sự Hoa Kỳ do Emily và cộng sự thực hiện. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui, bình an và thật hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, rất mong quý vị hãy dành cho MC và ban biên tập một lời yêu thương bằng cách bấm đăng ký kênh để ủng hộ Emily và cộng sự. Và sau chương trình, xin quý vị hãy chia sẻ những nội dung hấp dẫn này đến với nhiều người hơn để cùng nhau tạo nên một cộng đồng ủng hộ Tổng thống Trump năm 2024. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Hạ viện Mỹ tán thành việc duy trì lực lượng đồn trú tại Hàn Quốc Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thề sẽ đưa vụ kiện khinh biệt Garland ra tòa sau khi DOJ từ chối. Cảnh báo đỏ, các phần tử IS vượt biên vào Mỹ, nguy cơ khủng bố New York cực kỳ nghiêm trọng máy bay Boeing suýt lao xuống biển, giới chức Mỹ điều tra. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, theo hãng tin Yonhap, Hạ viện Mỹ ngày 14 tháng 6 đã thông qua dự luật chính sách quốc phòng hàng năm, kêu gọi duy trì 28.500 lính Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc và tái khẳng định cam kết đảm bảo an ninh cho đồng minh châu Á này. Đạo luật ủy quyền quốc phòng cho năm tài chính 2025 đã được thông qua sau cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện, trong đó cấp 895,2 tỷ đô la cho các chương trình quốc phòng tùy chỉnh, tăng 9 tỷ đô la so với năm tài chính 2024. Hạ viện Quốc hội Mỹ thông qua dự luật này hàng năm để thiết lập chính sách quốc phòng và các ưu tiên tài trợ, cũng như đưa ra hướng dẫn về một loạt các vấn đề an ninh quan trọng của quốc gia. Dự luật nhấn mạnh ý chí của Quốc hội rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cần củng cố liên minh với Hàn Quốc bằng cách duy trì sự hiện diện của 28.500 binh sĩ thuộc lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc USFK, tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng và khẳng định sự hợp tác của Mỹ trong cam kết tăng cường răng đe mở rộng, bao gồm cả năng lực hạt nhân để bảo vệ đồng minh Hàn Quốc. Dự luật này thu hút sự quan tâm ở Hàn Quốc bởi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới gần. Cựu tổng thống Donald Trump nếu tái đắc cử có khả năng rút quân Mỹ khỏi Hàn Quốc để gây áp lực buộc Seoul phải chia sẻ chi phí lớn hơn cho việc đóng trú của lực lượng USFK. Trước khi được chính thức ban hành, dự luật quốc phòng sẽ phải trải qua một loạt thủ tục của quốc hội, bao gồm quá trình thông qua tại thượng viện. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thì sẽ đưa vụ kiện kinh miệt Garland ra tòa sau khi DOJ từ chối Quý vị thân mến, Chủ tịch Mike Johnson cho biết vào hôm thứ Sáu rằng Hạ viện sẽ đưa vụ kiện khinh miệt quốc hội chống lại Bộ trưởng Tư pháp Morris Garland ra tòa sau khi Bộ Tư pháp của ông ta từ chối theo đuổi cáo buộc. Thật đáng buồn thưa quý vị khi có thể dự đoán rằng Bộ Tư pháp của chính quyền Biden sẽ không truy tố Garland vì bất chấp các đòi hầu tòa của Quốc hội, mặc dù bộ này đã truy tố mạnh mẽ Steve Bannon và Peter Navarro vì cáo buộc tương tự. Johnson nói trong một tuyên bố đề cập đến hai đồng minh của cựu Tổng thống Trump. Đây là một ví dụ khác về hệ thống tư pháp do hai cấp do chính quyền Biden mang đến cho chúng tôi. Vào đầu ngày thứ Sáu, DOJ đã đưa ra quyết định rằng Garland không phạm tội khi không đáp ứng yêu cầu của đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Những người đã trác hầu tòa ghi âm cuộc trò chuyện của cố vấn đặc biệt Robert Hur với Biden trong bối cảnh cuộc điều tra tài liệu mật của Tổng thống CNN đưa tin rằng ông Johnson cho biết ông sẽ xác nhận hồ sơ khinh thường cho luật sư Hoa Kỳ của quận Columbia và sẽ chuyển sang thi hành trác đòi hầu tòa của Bộ trưởng Tư pháp Maurice Garland tại Tòa án Liên bang. Tin tức này được đưa ra sau khi hôm thứ Tư, Hạ viện đã bỏ phiếu từ 216 đến 207 để buộc Galen tội khinh thường quốc hội vì không tuân thủ các đòi hậu tòa đối với hồ sơ, bao gồm bản ghi, ghi chú, tệp video và âm thanh, liên quan đến cuộc điều tra cố ý của luật sư đặc biệt Robert xử Sự lý sai thông tin mật theo thông cáo báo chí từ Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm Giải trình của Hạ viện, như Reuters News đã đưa tin trước đây, trong băng ghi âm cuộc phỏng vấn của Her với Biden đã được yêu cầu do Galen chỉ cung cấp bản ghi bằng văn bản được cho là không đủ sau khi bản ghi cuộc phỏng vấn của Robert Her với Biden cho thấy ông ta có trí nhớ kém. Bản ghi lại cuộc phỏng vấn của Robert Her với Biden cho thấy tổng thống không thể nhớ ngày mà con trai ông Bill qua đời hoặc thậm chí cả thời điểm ông giữ chức phó tổng thống. Điều quan trọng nhất ở đây là đảng Cộng hòa muốn có đoạn băng ghi âm cuộc phỏng vấn của Robert Hur với Biden. Maurice Garland chỉ cung cấp bản ghi chép bằng văn bản, điều mà đảng Cộng hòa cho là không đủ sau khi Robert Hur tiết lộ rằng Biden đã bị sa suốt trí tuệ và trí nhớ kém trong cuộc phỏng vấn. Vào tháng 2, Robert Hur kết thúc cuộc điều tra về việc Biden xử lý thông tin mật và tiết lộ trong một báo cáo rằng anh ta sẽ không truy tố Biden do ông ta là một người đàn ông lớn tuổi và trí nhớ kém. Thưa quý vị, DOJ lập luận trong quyết định của mình rằng, Bộ đã xác định phản hồi của Bộ trưởng Tư pháp Maurice Galen đối với các đòi hầu tòa do các ủy ban đưa ra không cấu thành tội phạm. Và do đó, Bộ sẽ không đưa cáo buộc coi thường quốc hội ra trước đại bội thẩm đoàn hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác để truy tố Bộ trưởng Tư pháp. Tuy nhiên, lý lẽ này thực bất hợp lý và không công bằng so với Steve Bannon, cựu chiến lược gia trưởng tòa bạch ốc của cựu tổng thống Trump, vì ông đã bị DOJ lệnh phải vào tù vào ngày 1 tháng 7 với mức án 4 tháng sau khi ông ấy bất chấp lệnh bắt giữ, trác đòi hầu tòa từ Ủy ban Hạ viện do đảng Dân Chủ điều hành đang điều tra vụ bạo loạn tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Steve Bannon bị bồi thẩm đoàn kết án vào năm 2022 và phải chịu mức án 4 tháng tù. Việc này sau đó đã được tạm dừng trong khi Biden kháng cáo quyết định này vào tháng 5. Tòa phúc thẩm đã giữ nguyên bản án của ông ấy. Các phần tử IS vượt biên vào Mỹ, nguy cơ khủng bố New York cực kỳ nghiêm trọng. Thưa quý vị, New York đang phải đối mặt với mối đe dọa khủng bố cực kỳ nghiêm trọng sau vụ bắt giữ 8 công dân Tajikistan bị nghi có quan hệ với IS. Vào ngày 14 tháng 6, hãng tin CNN cho hay đây là tuyên bố của ông Chris Esri, giám đốc an ninh cảng vụ New York và New Jersey. Hồi đầu tuần, 8 người đàn ông từ Tajikistan được cho có liên quan đến nhóm IS Khorasan đã bị bắt ở New York, Philadelphia và Los Angeles sau khi họ vượt biên trái phép qua biên giới Mỹ và Mexico. Ít nhất là có hai người trong số của những người này được cho là đã vào Mỹ hồi mùa xuân năm 2023. Ông Adria nhận định rằng vụ bắt giữ cho thấy một cuộc tấn công khủng bố có thể sắp xảy ra. Nó hiện cực kỳ nghiêm trọng. Trong khi đó, thì các tay súng ISK đến từ Tajikistan hiện được cho là thủ phạm tấn công khủng bố vào trung tâm hòa nhạc Rokos Hall ở Moscow của Nga hồi tháng 3, khiến 145 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Thành phố New York từng bị tàn phá trong vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 khi hai chiếc Boeing bị các thành viên thuộc mạng lưới khủng bố Al-Qaeda khống chế và lần lượt đâm vào hai tòa tháp đôi thuộc khu phức hợp Trung tâm Thương mại Thế giới WTC, kéo theo sự sụp đổ của toàn bộ bảy tòa tháp trong khu vực. Hiện tại, chưa có mối đe dọa cụ thể nào được báo cáo ở New York. Song khu vực này được cho dễ trở thành mục tiêu tấn công trong tương lai do có nhiều địa danh nổi tiếng. Cũng theo ông Ibrea, các mục tiêu ở Mỹ đang gây sự chú ý lớn nhất cho những kẻ khủng bố. Ông nhấn mạnh rằng, trong hoạt động khủng bố, chúng muốn có tiếng tâm. Muốn được giới truyền thông chú ý thì chúng sẽ nghĩ rằng mục tiêu tiếp theo nào sẽ giúp chúng nổi tiếng nhất, gây được tiếng vàng lớn nhất. Thật khó khi mà loại trừ nước Mỹ, thưa quý vị. Máy bay Boeing suýt lao xuống biển, giới chức Mỹ điều tra. Kính thưa quý vị, theo đài CBS News ngày 14 tháng 6 đưa tin, Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA đang điều tra vụ việc một chuyến bay chở khách của hãng Southwest Airlines suýt lao xuống biển ngoài khơi quần đảo Hawaii hồi tháng 4. Theo đoạn băng ghi âm kiểm soát không lưu, điều kiện thời tiết tại đảo Hawaii ngày 11 tháng 4 khiến chuyến bay số hiệu 2786 của Southwest Airlines đã không thể hạ cánh xuống sân bay Lihue và nhanh chóng lao nhanh về phía bờ biển máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng đã giảm độ cao hơn 1.200 m mỗi phút trước khi phi công điều khiển máy bay hướng lên để tránh xảy ra thảm kịch. Máy bay được cho là chỉ cách mặt nước 120 m Máy bay sau đó hạ cánh an toàn ở thành phố Honolulu của Hawaii. Không ai bị thương trong chuyến bay này. Trong tuyên bố vào ngày 14 tháng 6, thì hãng Southwest Airlines cho biết, không có gì quan trọng đối với Southwest hơn là sự an toàn. Thông qua hệ thống quản lý an toàn, sự kiện đã được giải quyết thích hợp và chúng tôi luôn nỗ lực cải tiến liên tục. Trước đó, thì các quan chức Liên bang Mỹ ngày 14 tháng 6 cho biết họ đang điều tra một vụ việc khác của Southwest Airlines cũng liên quan đến máy bay Boeing 737 MAX 8. Sự cố xảy ra khi máy bay trong lộ trình từ thành phố Phoenix đến Auckland ngày 25 tháng 5 đã gặp hiện tượng lộn nhào hiếm gặp, được cho là do sự cố từ nguồn điện dự phòng bị hỏng. FAA cho hay phi cơ đã gặp tình trạng nhào lộn kiểu Hà Lan. Đây là thuật ngữ chỉ sự kết hợp giữa rung lắc đuôi trượt sang bên và máy bay lắc lư sang hai bên. Đây là hiện tượng hiếm khi xảy ra trong các chuyến bay. Thưa quý vị, máy bay của Southwest Airlines đã gặp sự cố ở trên độ cao hơn 10.000m. 10 những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay do emily và cộng sự thực hiện cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh btv post time